Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Nam sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách tính nhẩm rất là nhanh. Chúng ta chú ý, ví dụ như là 37 nhân với 77 bằng 2849. Một số khác, 34 nhân với 74 bằng 2516. Một số khác nữa, ví dụ như là 82 nhân với 22 sẽ bằng 1804. Một số khác, ví dụ như là 93 nhân với 13 sẽ bằng 1209. Vậy thì làm thế nào Nam làm nhanh thế? Chúng ta chú ý gì? Ở trong những trường hợp này là nó chỉ tính trong trường hợp là tổng của chữ số hàng chục bằng 10, các bạn thấy không? Còn chữ số hàng đơn vị thì bằng nhau 7, 4, 2, 3. Thì chúng ta sẽ làm như sau nhé. Lấy số hàng chục này nhân với số hàng chục này, 3 x 7 21 cộng với hàng đơn vị này còn 28, viết 28. Lấy chữ số của hàng đơn vị của hai thừa số 7 x 7 và 49 viết vào. Tương tự 3 x 7 21 cộng 4 bằng 25, viết 25. 4 x 4 là 16. 8 x 2 là 16 cộng với 2 là 18. 2 x 2 bằng 4. Vì có một chữ số nên mình phải viết chữ số 0 đằng trước là 04. 9 x 1 bằng 9 cộng 3 bằng 12. 3 x 3 bằng 9, viết 0 đằng trước được kết quả này. Bây giờ chúng ta thử lại một kết quả nhé. Nào, ví dụ lấy 82 x 22. 82 x 22. 4 16 4 16 4 0 8 1 1804. Các bạn thấy không? Như chúng ta mà làm theo cách này và những câu và dạng này, chúng ta tính rất nhanh. Việc này sẽ rất thuận lợi cho những việc như bạn nào mà khi video viết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.